Nhan sắc không tuổi của ca sĩ Mỹ Tâm. Ca sĩ Mỹ Tâm sắp bước qua tuổi 42 nhưng vẫn khiến nhiều khán giả trầm trồ vì độ tươi trẻ và đặt cho biệt danh người đẹp không tuổi. Tối ngày 5 tháng 1, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi xuất hiện tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh với bộ đầm cúp ngực tôn làn da trắng mịn. Cô được nhận xét đẹp không tuổi vì sắp bước qua tuổi 41 vẫn tươi trẻ, rạng rỡ, ít dấu hiệu thời gian. Bộ váy tối giản tối màu cùng kiểu trang điểm trong suốt giúp tôn lên sắc vóc của nữ ca sĩ sinh năm 1981. Mỹ Tâm khi đò sắc với đàn em, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, tại hậu trường chương trình. Trước đó, Mỹ Tâm từng khiến hàng chục nghìn fan trầm trồ tại live show Tri Âm khi hiếm hoi cởi phăng áo. Khoe body săn chắc, gợi cảm. Ở đời thường, Mỹ Tâm luôn hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, giản dị. Cô thường chỉ thoa son để gương mặt bớt nhợt nhạt, tiết chế trang điểm khi không phải lên sân khấu. Mỗi lần khoe ảnh mặt mộc, Mỹ Tâm đều được gọi bằng biệt danh chị đẹp hoặc người đẹp không tuổi. Cô chăm chỉ dưỡng da hàng ngày, hạn chế trang điểm ít nhất có thể nếu không phải đi diễn để chống lại sự lão hóa. Nữ tính, điệu đà trên sân khấu nhưng ở đời thường, Mỹ Tâm thích trang phục trẻ trung, năng động. Mỹ Tâm cho biết bí quyết duy nhất để trẻ lâu là tôi không nghĩ mình lớn, cứ nhỏ hoài thì tự nhiên sẽ nhỏ thôi. Nữ ca sĩ thường không để ý đến tuổi tác nên mỗi khi có người hỏi về chủ đề đó, cô thường khựng lại không biết trả lời sao. Mỗi lần trèo lên cân đo sức khỏe, cô đều bật cười vì được nhận xét mới 15 tuổi sinh học. Ở công ty, nữ ca sĩ hay bị các nhân viên gọi đùa là cô gái 15 tuổi. Nhiều năm gần đây, Mỹ Tâm chú ý đến chế độ ăn uống và luyện tập để có cơ thể dẻo dai, săn chắc. Cô sống khoa học hơn thời đôi mươi với chế độ ăn uống healthy, hạn chế đồ nướng, chiên rán. Nữ ca sĩ cũng áp dụng nguyên tắc không ăn khuya để hạn chế tích mỡ. Theo Mỹ Tâm, thói quen tập vũ đạo khoảng 4 tiếng mỗi ngày suốt nhiều năm nay cũng góp phần giúp cô giữ được vóc dáng cân đối. Mỹ Tâm sinh năm 1981, quê gốc Đà Nẵng, nổi tiếng hơn 20 năm với các ca khúc Cây đàn sinh viên, Tóc nâu môi trầm, Cô gái đến từ hôm qua, Nhé anh. Trong năm 2022, cô ghi dấu ấn lớn với live show Tri Âm thu hút hơn 30.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội và chuỗi đêm nhạc Mi Sao 1981.